hàng trăm người chết, hình ảnh những đống đất mới đắp với những cây thánh giá đang chờ các chuyên gia pháp y đến xem xét, đến giờ vẫn khiến thế giới ám ảnh. Tất cả những khung cảnh kinh hoàng này đều liên quan đến giáo phái nhịn ăn của một mục sư Paul Mackenzie ở khu rừng Sakahola, Kenya. Đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất liên quan đến giáo phái trong lịch sử thế giới gần đây. Con số thiệt hại dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa. Tính đến ngày 13 tháng 5, cảnh sát đã báo cáo có 201 người chết và hơn 600 người được cho là vẫn còn đang mất tích. Hàng trăm thi thể đã được đào lên từ hàng chục ngôi mộ tập thể trải khắp khu đất do Mackenzie sở hữu. Khám nghiệm tử thi được tiến hành cho thấy các nạn nhân hầu hết đều chết vì đói, bị siết cổ, ngạt thở và bị thương do các vật cùng gây ra. Điều đau lòng hơn là nhiều thi thể được tìm thấy là trẻ em. Phần lớn người chết được phát hiện trong những ngôi mộ nông, trong khi một số ít được tìm thấy còn sống và tiều tụy. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ khá sốc khi không phải tất cả những người sống sót đều mong muốn được giải cứu. Thay vào đó, các thành viên của giáo phái dường như có niềm tin mãnh liệt vào ngày tận thế. Nhiều người chia sẻ họ đã bị thuyết phục phải nhịn đói để đến được thiên đường trước khi ngày tận thế xảy đến. Dù đã gần một tháng kể từ khi vụ việc được phát giác, nhưng đến giờ giáo phái nhịn ăn vẫn khiến cả nước Kenya chấn động. Ông Mackenzie, vợ và 16 nghi phạm khác dự kiến sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng 5. Ông bị cáo buộc thao túng người dân địa phương thông qua các giáo lý tôn giáo cực đoan, sai lệch cùng nỗi sợ hãi về những điều chưa biết và mong muốn theo đuổi sự cứu rỗi. Theo hồ sơ vụ án được phía Kenya công bố, sau khi nhận được nhiều thông báo hơn 200 người mất tích, từ ngày 21 tháng 4, chính quyền địa phương đã bắt đầu phong tỏa và tìm kiếm trên khu vực rộng 325 hectare trong khu rừng Sakahola. Đến ngày 25 tháng 4, giới chức Kenya cho biết đã tìm thấy 89 thi thể liên quan đến giáo phái nằm trong các ngôi mộ tạm trong khu rừng Sakahola. Trong nửa tháng tiếp theo, chính quyền địa phương tiếp tục khai quật và tìm kiếm những người mất tích song song với việc khám nghiệm tử thi. Đầu tháng 5, dư luận Kenya lại lần nữa dậy sóng khi các giới chức nước này phát hiện dấu hiệu buôn bán nội tạng khi khám nghiệm thi thể. Trong tài liệu được đệ trình lên tòa án hôm 8 tháng 5, báo cáo một số tử thi được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể ở khu rừng Sakahola đã bị mất nội tạng. Theo đó, lực lượng cảnh sát cáo buộc đây là một dấu hiệu của hành vi bị ép buộc lấy nội tạng. Hiện công tác khai quật và tìm kiếm những người mất tích vẫn tiếp tục được tiến hành. Ngoài nguyên nhân bị suy dinh dưỡng vì tuyệt thực, các nhà nghiên cứu hàng đầu còn tìm thấy vết tích trên người một số nạn nhân, bao gồm trẻ em đã bị đánh đập hoặc siết cổ cho đến khi qua đời. Mackenzie trước đây đã bị buộc tội về cái chết của những đứa trẻ trong nhà thờ của mình. Cư dân gần đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi những người theo ông chuyển đến khu vực rừng rậm. Sau sự vụ giáo phái nhịn ăn, cảnh sát Kenya đã thẩm vấn các nhà lãnh đạo tôn giáo khác mà giáo lý của họ được cho là sai lệch và trái với các quyền cơ bản của con người. Chính phủ nước này cũng đã thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu bằng cách nào hàng trăm người đã bị dẫn dụ đến cái chết và mạnh tay đối với các tổ chức có tư tưởng lệch lạc.